Thì mình giao hàng một thời gian lâu rồi như vậy rồi mình có dự tính gì cho tương lai của mình sắp tới không? Mình sẽ tiếp tục phát triển công việc này hay là mình có muốn thay đổi hướng đi, mình làm công việc gì mới nữa không? Lúc đầu thì mình làm thì mình cũng không nghĩ là mình làm lâu đến như vậy. Như tính đến nay làm chắc cũng khoảng tầm hai năm mấy làm trong nghề shipper rồi đó bạn. Hồi xưa anh gặp em là bắt đầu làm là cũng lâu đúng không? Tới giờ anh em Đúng mình rồi, biết là khoảng gần 3 năm rồi đúng không? khoảng đó Hình như là là anh gặp em là lúc năm 2018 á, là tới nay đúng đúng rồi, không? làm năm 2018, nay 2021, năm hai hai năm mấy, gần 3 năm làm trong shipper. Ừ. Lúc em giao hàng là tính tới hiệu này là em giao cho mấy 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 mấy, mấy hãng rồi em nhớ không? Làm ba ba hãng chuyển phát nhanh, Ba hãng dưới nhanh nữa đúng không? à, Làm giống ba hãng chuyển phát như nhanh cái quy trình có những hãng nó cũng xem với nhau giống giống nhau thôi đúng không? nó cũng giống như nhau thôi, thì cũng nhận hàng rồi lấy hàng đi giao thôi, À. rồi hàng tồn thì trả về rồi nộp tiền, vòng vòng quanh quẩn nó cũng vậy thôi, nó không gì thay đổi khác nhau. Ờ thấy anh cho anh hỏi là em làm nghề này á, thì ví dụ mà làm lâu năm trong nghề mình có cơ hội phát triển gì trong cái nghề này luôn không? Ví dụ mình từ giao hàng mình lên mình làm văn phòng làm quản lý cửa hàng gì hay gì đó mình có thể mình có khả năng mình lên được gì không? Cũng có, như mình phát triển lên thêm cũng có, như trưởng mưu cục hoặc À, trưởng là bưu cục. nhân viên kinh doanh đó, hoặc là mình làm trong văn phòng. Nên nếu nếu mà cái năng lực của mình có, mình phát triển lên thì có công ty nó đều cho mình cái cơ hội để mình thăng tiến. Rồi, mình đi từ thấp đến cao đúng không? Đúng rồi, Nhưng mà cho anh hỏi cái quan điểm của em là em thích làm ở văn phòng hơn là hay là em thích làm tự do đi ở ngoài như vậy? như em thì em thích làm tự do bên ngoài hơn, tại vì không mình không thích ràng buộc á, ràng buộc những cái quy chế, những cái quy định. Rồi làm cái nào cũng có cái khó khăn với cái thuận lợi đúng không? Tại vì mình thí dụ mình đi ở ngoài đường như vậy thì khó khăn của mình là mình gặp nắng mưa bất tiện nè, rồi giao thông nè kia ha, Đúng rồi, phương tiện giao thông này nhiều khi mình gặp trục trặc. Có khi nào em đang đi giao hàng mà em gặp trục trặc xe hư này kia có chứ, như xe bể bánh thường thường xuyên, không? xe lủng lủng bánh, bể bánh đâu. Đi giao hàng mà mình chở nhiều hàng mà xe bị lủng bánh cũng khó khăn ha, phải đẩy xe mà vừa đẩy hàng nặng nữa đúng không? Mà cũng hên là chưa có bị mà hàng nặng mà bị xì bánh, có hàng nhẹ xì bánh này, trong những lúc hàng nhẹ thôi cũng đó là sự may mắn. Làm công việc nào nó cũng đánh đổi đúng không? Tại mình làm văn phòng thì mình nắng không mưa thì cũng không tới đầu mình, nhưng mà mình có thể mình gần một thời gian chứ mình áp lực công việc nặng đầu óc mình. Đúng rồi, Còn cái này thì mình khỏe đầu óc, nhưng mà đôi khi mình cũng phải đối mặt với khó khăn, mình đi giao đồ này kia xa xôi ha. Rồi em có tính là gắn bó lâu dài cái nghề này nữa không? nghề này thì lúc làm thì cũng mình suy nghĩ mình làm tạm thời thôi, mà làm đến nay thì nó cũng lâu. Định hướng thì sắp sắp tới thì chắc có thể là mình cũng thay đổi nghề, tại vì làm thì nó cũng bình bình thôi, chứ nó không 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 có khá lên thêm, thì có thể là sắp tới một một thời gian tới nữa thì mình chuyển qua công việc khác. Công việc mình tìm công việc trong công ty hay là công việc mình sao? Có thể là một công việc bên bên ngoài luôn, nhưng mình làm chủ luôn. À, mình tự mở ra mình làm luôn đúng Đúng rồi, không? Vậy là trong thời gian anh định là thời gian bao lâu nữa anh sẽ chuyển qua? Hay là mình kiếm đủ vốn không? cũng chưa biết nữa, tại vì giờ xuống vốn cũng còn ít, nên cũng chưa chưa biết trong khoảng thời gian tới là khi nào mình sẽ chuyển sang cái công việc khác. Thì mình làm cái nghề giao hàng này thì mình có được nghỉ ngày nào không hay là mình phải đi giao suốt hết cả tuần luôn? Thì mình làm nghề này thì mình nghỉ được ngày chủ nhật. Chủ À, nhật thì toàn công ty mình nghỉ hết. là mình nghỉ toàn hệ thống luôn đúng không?
Đúng rồi, mình nghỉ toàn công ty luôn, là nghỉ một ngày chủ nhật. Và ví dụ mà ngày đó em muốn tăng ca, em muốn làm ngày đó thì được không? Ngày đó thì cũng được, nhưng mà thực ra thì hàng cũng không có nhiều đâu. Tại vì mình hay chủ yếu chuyên đi thơ á. Cho nên thơ thì cơ quan ngày chủ nhật nó cũng nghỉ luôn rồi, nên đâu có giao được. Thì em nghỉ ngày chủ nhật, được nghỉ ngày chủ nhật thôi đúng không? Đúng rồi. Thì thời gian thì sắp tới á, anh cũng muốn xin phép em là anh rảnh á, anh rảnh anh cũng muốn đi theo em, là anh muốn quay á để chia sẻ cuộc sống của shipper á, cho người ta coi, người ta biết cơ cực cỡ nào. Thấy được không? Được. Thì ngày chủ nhật em nghỉ thì anh em mình đi quay. Với thường công ty cũng hay nghỉ cái dịp lễ Tết á. Lễ Tết thì cũng có nhiều thời gian. Thì anh cũng muốn là anh đi theo em cái lúc mà em đang làm việc luôn á, đang đi giao hàng cho khách luôn á. Vậy có bất tiện, không có bị ảnh hưởng gì không? Cũng được, không sao hết, bình thường. Tại vì anh sợ mình vừa đi giao mà anh vừa đi qua anh chia sẻ sợ ảnh hưởng tới em á, nhưng mà anh muốn người ta biết là chân thực nhất cái cuộc sống của người shipper giao hàng sao, tại vì anh thấy nhiều người ta cũng cực đi đội nắng đội mưa vậy đó. Mình quay chia sẻ cuộc sống thôi mà, đâu có gì đâu, bình thường. Muốn coi được cái chia sẻ góc khuất của cái nghề này á. Cho người ta biết. Tại vì nói chung thì nghề nào cũng kiếm tiền mà nghề nào cũng cực hết, mà cái nghề này em thấy cũng cực mà cũng hơi bị nguy hiểm. Vì nhiều khi mình giao hàng mình bị gặp hàng giả này kia, mình bị cướp nữa, đúng không? Hàng giả thì cái đó thì do shop thôi. Chứ mình thì cũng bó tay. Anh thấy khách hàng thì người ta hàng giả là mở, người ta thấy người ta chỉ phản hồi với shipper, nhiều khi người ta chửi shipper đúng không? Chứ đúng rồi, có shipper ta đâu biết gì đâu, đúng không? Người ta shipper chỉ gói hàng ta giao hàng đó thôi, còn hàng giả là do những người lừa đảo người ta bán thôi, còn những người này chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa tới tay người tiêu dùng thôi. Đúng rồi. Nhiều người ta không biết thì người ta nói vậy thì mình cũng thôi cho qua thôi, chứ cãi họ làm gì. Tại vì mình còn đi giao ở nhiều khách hàng khác nữa. Đúng rồi. Nói chung nghề này thì cũng nguy hiểm đấy, nhưng mà thu nhập cũng thuộc dạng là mức trung bình đủ sống thôi đúng không? Đúng rồi, mức nói chung cũng ổn định. Nếu như làm mày tiết kiệm mày cũng có dư, cũng ổn định. Nó không có đột phá được tài chính ha. Nếu như mà mình biết tích góp này kia lâu thì được. Đúng nhưng rồi. Mà ngày này em thấy lúc trẻ thì mình có thể mình cài được, nhưng mà lâu dài thì mình lớn tuổi thì sẽ sức khỏe mình ảnh hưởng, mình đâu có làm lâu dài được. Lớn tuổi thì mình yếu rồi, đi nhiều cũng đuối. Đúng rồi.